An Vinh xưa, từng có một võ nhân mặc áo vải ăn rau vườn bên dải sông Côn. Một sớm kia đọc thư của Hồ Sĩ Tạo, cảm khái chuyện dân sinh đại nạn, kêu gọi trai tráng đôi bờ kẻ thước người Côn tham gia phong trào chống thuế hồi đầu thế kỷ 20, bảo vệ dân nghèo bị đàn áp. Người ấy là Hương Mục Ngạc, tức Nguyễn Ngạc, người sáng lập dòng quyền An Vinh. Phong trào kháng thuế của nhân dân Bình Định năm 1908 với sự hỗ trợ của các võ sĩ An Vinh, An Thái đã thực sự gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ.